Hùng Huyền Đông Anh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn qua video clip này. Ở video clip này, Hùng Huyền Đông Anh xin gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh và chất âm rất ngọt ngào, rất tuyệt vời của cặp loa Diatone có model là DS77HR. Diatone là thương hiệu đã ăn sâu vào tiềm thức của anh em audio. Hãng này đã cho ra đời rất nhiều mẫu loa tên tuổi đình đám. Và DS77HR là một trong những thương hiệu được anh em chơi nhạc tìm mua rất nhiều. Cặp loa này có vỏ thùng màu vàng, mặt bom. Loa được thiết kế 3 đường tiếng gồm 1 bát 31, 1 loa chung và 1 loa tép. Bát loa, màng loa được làm bằng carbon, rất mạnh mẽ, rất uy lực. Và đặc biệt, tiếng bát của cặp loa Diatone 77HR rất mạnh, rất sâu. Quý vị có thể nghe nhạc sàn, nhạc G-Mix một cách thoải mái. Diatone 77HR có trở kháng 6 ohm và công suất tối đa là 235W. Với kiểu dáng rất đẹp, màu sắc rất ưa nhìn, cặp loa Diatone sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của căn phòng của chúng ta. Hiện tại, cặp loa Diatone DS77HR đang được phân phối và bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 13 triệu. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ Hùng Huyền. Địa chỉ: góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Khi đến với Hùng Huyền Đông Anh, quý vị và các bạn còn được nghe, ngắm và lựa chọn rất nhiều những mẫu loa, mẫu âm ly, zin, xịn và rất đẹp khác. Tôi xin nhắc lại mọi chi tiết, quý vị xin mời liên hệ Hùng Huyền, góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Khi xem xong video clip, quý vị đừng quên đăng ký kênh và đặt chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới do Hùng Huyền Đông Anh phát hành. Trường sơn ơi.